Đây là cái bình chườm nước. Để nước vô sẵn rồi. Bệnh nhân của chúng ta một em bé, baby rất là dễ thương. Cái nhạc nữa đó các bạn. Phải ăn thần đá,
đứng trên thật đều để ta thấy béo ngậy. Cuốn và xà lách ớt hành chấm theo chút tương ngon lành. Yummy! Nướng thịt phải thế này, nướng cho thật đều để ta thấy béo ngậy. Cuốn vào giữa xà lách ớt hành chấm theo chút tương ngon lành. Con vui tuổi thân em lắm bạn tình ơi anh.
anh tới bên em quên hết cả đời. Thấy đóa bức tường kẽ ngang